Trường Xuân Vương được ra đời bởi Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Sản phẩm Hữu cơ Việt Nam do bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng làm viện trưởng chuyển giao cho công ty cổ phần Phát Đạt sản xuất và phân phối, giúp hỗ trợ bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam và hạn chế quá trình lão hóa, mãn dục nam. Trường Xuân Vương được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ nghiêm ngặt các kiểm định an toàn thực phẩm, theo tiêu chuẩn cũng như các quy định của pháp luật. Sản phẩm được bào chế từ những dược liệu tự nhiên như dâm dương hoắc, ba kích, câu kỷ tử, thỏ tỳ tử, tỏa dương, sâm câu, ngọc cầu. Những dược liệu đầu vào này được kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng, bóc tách, chiết xuất và bào chế theo quy trình khép kín chuyên biệt. Nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP, WHO. Đây đều là những vị thuốc quý đã được sử dụng để điều trị các bệnh về suy giảm sinh lý ở nam giới từ ngàn đời nay. Sản phẩm này đã được kiểm chứng qua nhiều người đến thăm khám và nhận được hơn 80% phản hồi tích cực. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Tôi là bác sĩ Lương Y Nguyễn Hữu Trọng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Sản phẩm Hữu cơ Việt Nam. Tôi đã nghiên cứu Trường Xuân Vương rất lâu rồi. Và cái bài thuốc của chúng tôi nghiên cứu ấy hoàn toàn là bằng hương thảo dược. Trong cái bài thuốc Trường Xuân Vương, ngoài những cái dược liệu như là dâm dương hoắc, rồi ba kích, rồi kỷ tử, rồi sâm cao vân vân, thì chúng tôi cũng phải nghiên cứu một cái công trình tương đối dài để đưa các cái thảo dược khác cộng với cái đó, cộng hưởng với đó, cho nên nó mới có cái bài thuốc tốt như vậy. Cái tốt thứ nhất của nó là gì? Nó nuôi dưỡng các cái khóa, các cái nội tiết trong cơ thể tự phát triển. Cho nên cái quan điểm của tôi là chăm sóc sức khỏe sắc đẹp tự nội sinh bằng hương thảo dược công nghệ cao, thì cái trường Xuân Vương này nó đáp ứng được cái đó. Tâm can tỳ phế thận, những cái đó nó khỏe lên thì nó tự kéo cái thận lên và đồng thời làm cho cái sinh lý người nam giới được cải thiện và tốt lên. Bởi vậy cho nên là cái Trường Xuân Vương này tôi xin nói một cách rõ ràng và khẳng định là cái nghiên cứu của chúng tôi đã được thực tế lâm sàng và được thực tế bạn bè dùng rất tốt, ngay như cả bản thân tôi cũng như vậy. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.